Tiên tri báo trước cực chính xác, lộc trời ban xuống, đúng tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bất ngờ đổi giận phát tài, trả sạch nợ nần, giàu như vũ bão, tiền vàng ngập két, giàu có ai cũng kính nể. Lời đầu tiên, Minh Đường Tử Di xin kính chào quý cô bác đang theo dõi chương trình, kính chúc quý cô bác sức khỏe dồi dào, may mắn gõ cửa, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Dân sống trên đời hẳn ai cũng mong muốn mình và người thân sẽ nhận được nhiều những điều tốt đẹp, có đúng không ạ? À? Thế nhưng thực tại thì hung cát đang xen, âm dương song hành, có đỏ, có đen, có xuôi có rủi, đại hạn là điều trời đất không muốn ban, nhưng đó lại là con đường đi song song với vận mệnh của con người. Chưa kể được ví như hồi chuông dài đánh thức con người phi thường bên trong, nhằm thúc đẩy con người đi quá giới hạn. Có lẽ nhiều người hiện tại đang lâm vào cung đường tắc lối, khổ sở trăm bề, chưa suy sụp gì đại hạn nhưng quá khổ về chữ tiền, nào là lo tiền cơm ăn ba bữa, tiền lo sinh hoạt phí cưới hỏi ma chay, rồi tiền lo to hơn là trả nợ, tiền xây căn nhà lo cho con cái, chữa bệnh cho bản thân. Chúng như con thú dữ gặm nhấm cào xé cuộc đời của bản từng ngày, từng giây, từng phút mà chưa biết ngày thoát ra, thế nhưng nghèo khổ thế quá đủ rồi. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học luận rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó khổ cực túng thiếu, nhờ vậy họ mới tìm được những tháng ngày tốt đẹp trong tương lai. Trong 12 con giáp duy chỉ có người tuổi Tân Hợi 1971, trời sinh mệnh lý đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả, túng thiếu, nhưng đúng trong tháng 8 âm lịch năm 2024, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cụ thể diễn ra như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của cô bác Tân Hợi sinh năm 1971, Minh Đường Tử Di sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách người tuổi Tân Hợi có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Theo quan niệm dân gian thì người tuổi Tân Hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy tháo giác. Người tuổi này dễ ăn uống không kén chọn và có cơ thể khỏe mạnh. Tính cách của người tuổi Tân Hợi luôn ôn hòa lương thiện, có khả năng thương mại nên dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào tuổi trung niên. Người tuổi Tân Hợi chất phác không màu mè, hoa trương, đôi khi lại có những kiến giải vô cùng độc đáo, đặc biệt họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Khi tiếp cận vì họ không bao giờ bắt ép ai phải làm một việc gì mà người đó không thích, họ sẵn sàng khoan dung độ lượng trước những lỗi lầm của người khác. Tuy nhiên, khi bị ép quá mức không chịu nổi, thì họ cũng sẽ nổi giận và tranh đấu quyết liệt tới cùng, nhưng khi xong việc thì họ sẽ chẳng bao giờ để bụng ai. Tính cách của người tuổi Tân Hợi trầm ổn cương quyết, vừa lương thiện vừa mộc mạc giản dị, có tinh thần vững vàng không lay chuyển được. Sức khỏe lại dồi dào, làm việc gì cũng đầu tư rất nhiều công sức, họ không thích gây chuyện, việc gì cũng nhường nhịn người khác. Nhưng nếu có người tự tìm đến cửa khiêu khích, thì họ sẽ không nể mặt mà sẽ sử dụng các cách khác nhau để đáp lại. Những người tuổi Tân Hợi là những người thông minh nhưng biết giả ngốc, bề ngoài của họ nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, không tinh tế, nhưng thật ra họ vô cùng thông minh và đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong sự lương thiện cũng có sự mạnh mẽ, họ không thích gây chuyện không đồng nghĩa với việc họ sợ phiền phức. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra họ đều biết, từng bước phân tích và giải quyết thật tốt các vấn đề mà bản thân đang đối mặt. Người tuổi Tân Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ sẽ biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Tuổi Tân Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Tân Hợi được mọi người xung quanh quý mến tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc ổn định. Mặc dù những người tuổi Tân Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng của sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Tân Hợi thường mơ ước được sống một cuộc sống dễ dãi xa hoa, nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình. Nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái thân thiện,
tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao, một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, dũng cảm kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành công việc của mình. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Đàn ông sinh năm Tân Hợi rất lạc quan và hiền lành, họ với tinh thần tập trung cao độ mỗi khi đặt ra một mục tiêu nào đó. Tuy nhiên nhược điểm là họ khá nhẹ dạ cả tin, vì vậy họ rất dễ mắc lừa, họ sẽ dễ mất đi nhiều tiền bạc vì tính cả tin ấy. Những người đàn ông sinh năm Tân Hợi cũng rất ít nói, tuy họ không phải những người thích trò chuyện, nhưng cách đối xử với mọi người luôn hòa nhã và ấm áp, do đó họ được nhiều người yêu mến và giúp đỡ trong cuộc sống. Phụ nữ tuổi Tân Hợi là người dịu dàng và mềm mỏng, họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, hầu như hết thảy phụ nữ tuổi Tân Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Những người phụ nữ tuổi Tân Hợi cũng đặc biệt yêu trẻ con, đối với họ được chơi cùng những đứa trẻ con có thể mang lại niềm vui to lớn. Ngoài ra họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Cuộc đời họ cũng khá may mắn với sự giàu có thể ban đầu họ có xuất phát điểm không tốt, nhưng bằng sự nỗ lực thì họ sẽ dễ dàng có được cuộc sống tài chính mong muốn. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp Tân Hợi tháng 8 âm. Về nam mạng, về công việc, đa phần người tuổi này đều đã về hưu, nên có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình, không cần phải lo nghĩ về dòng xoay lợi danh nữa. Việc làm ăn kinh doanh có thể thay đổi mở mang ở mức vừa phải, sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên để được sống yên bình thì bản mệnh nên hạn chế tính nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, luôn tâm niệm dĩ hòa vi quý để giữ gìn các mối quan hệ. Về tiền bạc, tiền bạc kiếm được nhưng cũng có thể tổn hao không ít, thậm chí còn có nguy cơ bị lừa gạt dẫn tới trắng tay, do đó nên cẩn trọng trong việc đầu tư mua sắm. Chớ nên tin theo người mà mình không thực sự hiểu rõ, nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, bản mệnh có thể tận hưởng một cuộc sống khá đủ đầy. Không cần lo lắng chi tiêu, đa số bản mệnh sống nhờ vào các khoản tích góp từ những năm tháng trước đó, cũng như nhận được tiền con cái kính biếu. Về tình duyên gia đạo, gia đạo êm ấm, các thành viên luôn đoàn kết và hòa thuận, trên dưới là niềm hạnh phúc tinh thần lớn lao với đương số. Đôi khi khoảng cách thế hệ cũng có thể tạo ra mâu thuẫn quan điểm. Những lúc như vậy bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con cái, thay vì cứ luôn áp đặt. Về sức khỏe, vấn đề sức khỏe có phần sa sút, do đã bắt đầu có tuổi bản mệnh có trạng thái sung sức như thời còn trẻ, nên chú ý chăm sóc và điều dưỡng cơ thể phù hợp hơn. Đặc biệt cần đề phòng các bệnh về gan, thận, đi đứng cẩn thận kẻo bị té ngã gây tổn thương tứ chi, hoặc nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng. Về nữ mạng, về công việc, năm 2024 nữ mạng Tân Hợi đa phần đều đã được nhàn thân, không còn phải quá lao tâm khổ tứ, lo mưu sinh hay danh vọng, cuộc sống nhìn chung không gặp vấn đề nào quá lớn. Trong cuộc sống hàng ngày bạn nên tránh nóng nảy, hỷ nhờ vô thường kẻo tự đẩy mình vào chuyện thị phi, mâu thuẫn trong nhà hoặc với hàng xóm láng giềng. Về tiền bạc, vấn đề tài chính không cần phải quá lo lắng, đa số bản mệnh đều có đồng tiền dư giả, người nào còn tham gia làm ăn kinh doanh có thể nhận được lời lãi từ các khoản đầu tư trước đó. Bên cạnh đó các khoản hưởng lương hưu tiết kiệm cũng như giúp bạn tự chủ tài chính, giúp đỡ được con cháu khi cần. Trong năm đương số cũng nên thận trọng trước những lời rủ rê, dụ dỗ của kẻ xấu kẻo bị lợi dụng tiền bạc. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo êm ấm đôi khi vẫn xảy ra vài khúc mắc, nhưng sau đó đều được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh nên đóng vai trò điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Sống mẫu mực cho con cháu noi gương, bạn cũng không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống, cũng như các quyết định của con cái. Về sức khỏe, sức khỏe có phần giảm sút, đề phòng các bệnh về nội tiết và tuyến vú ở tuổi mãn kinh. Bạn cũng nên cẩn thận khi tham gia giao thông kẻo bị tai nạn bất ngờ, thăm khám sức khỏe định kỳ để chủ động phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm rồi.
Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màng qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Tân Hợi. Thì phi rình rập, xem vận hạn 12 con giáp nửa cuối năm 2024 thấy rằng quà thì phi luôn rình rập người tuổi Tân Hợi vào những tháng cuối năm. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên ôm chuyện bao đồng. Đặc biệt, với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp. Nếu không sẽ rất dễ bị tổn thương. Khi gặp mâu thuẫn với ai tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Kẻ xấu hãm hại, bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 8 âm lịch này. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi dục của những kẻ không đáng tin cậy. Cùng với đó hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, tránh lơ là tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Có những lỗi sai tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần có người nâng cao quan điểm là bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, tốn nhiều thời gian giải quyết. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Tân Hợi sinh năm 1971. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn, nam mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, có gặp hung dễ quá cát. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. 2. Hạn tuổi. Nam mạng tuổi Tân Hợi gặp hạn Quỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. 3. Vận niên. Năm con rồng, tuổi Tân Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. 4. Màu hợp tuổi. Theo phong thủy sử dụng màu hợp tuổi mệnh sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn, có bản năng lượng tích cực hơn. Theo đó, nam mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hợp với màu xanh lá cây, màu đen, màu xanh nước biển, không hợp màu trắng, màu vàng nhạt và màu xám. 5. Hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. 6. Vật phẩm phong thủy. Quý bạn có thể chịu ảnh hưởng bởi sao hạn, tuy vậy nếu sử dụng vật phẩm phong thủy đúng cách tựa như lá bùa may mắn, cầu bình an cho bản thân. Tuổi Tân Hợi 1971 được Phật A-di-đà hộ mệnh, mang mặt Phật A-di-đà bên người sẽ được Đức Phật che chở,
cuộc sống gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp, phát huy tối đa năng lực trong công việc. Tiếp theo là nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971. 1. Sao chiếu mạng. Nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971, gặp sao Thủy Diệu. Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. 3. Vận niên. Trong năm Giáp Thìn, tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. 4. Quá giải vận hạn. Quá giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 5. Vật phẩm phong thủy. Quý bản mệnh có thể chịu ảnh hưởng bởi sao hạn, tuy vậy nếu sử dụng vật phẩm phong thủy đúng cách, tựa như lá bùa may mắn cầu bình an cho bản thân. Tuổi Tân Hợi 1971 được Phật A Di Đà hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh bên người sẽ được Đức Phật che chở, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp, phát huy tối đa năng lực trong công việc. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 10 âm lịch. Theo bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 10 âm lịch rất giỏi vận dụng trí não, họ cũng có động lực và sự tự tin tuyệt vời để vươn đến thành công. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm lịch là một người rất năng động, họ sẽ chủ động học hỏi về nhiều mặt và biến những điều học hỏi được thành hành động. Người sinh vào thời gian âm lịch này cũng không muốn nhờ vả người khác, tuy nhiên họ gặp được nhiều bạn tốt trong quá trình học tập và làm việc. Nhờ đó cơ hội thành công của họ càng cao hơn,
mọi việc đều không bị đình trệ, nhiều cánh cửa cơ hội mở ra giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy trong thời gian tới, người tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm lịch kiếm được số tiền không hề nhỏ. Sự từng trải qua năm tháng cũng rèn luyện thêm được cho họ kinh nghiệm, cộng thêm vận may tương lai họ ắt hẳn sẽ giàu có. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 11 âm lịch. Theo bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 11 âm lịch, từ nhỏ đến lớn rất được lòng mọi người. Họ có lòng tự tin và động lực mạnh mẽ, thẳng thắn và rộng lượng. Mặc dù đôi khi người tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch có vẻ bất cẩn trong công việc, nhưng thực tế không phải vậy. Họ cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè để giữ cho mình không xuống dốc. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp và trong suốt quá trình kinh doanh, người tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch này cũng thường nhận được lời khuyên từ những người xung quanh, nhờ đó họ tiếp thu được những kinh nghiệm tốt của người khác để thành công sớm hơn. Cuộc sống của họ tương lai sẽ không có chỗ cho sự thất vọng, niềm vui và hạnh phúc luôn mỉm cười với họ. Người tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 12 âm lịch. Theo bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch không chỉ là người tốt tính mà còn rất đáng tin cậy. Tính cách trung thực và đáng tin cậy của họ được mọi người ngưỡng mộ, được tin tưởng. Tư chất tốt của người tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch càng có lợi trong lĩnh vực kinh doanh. Dù đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì, họ cũng kinh doanh ổn định, phát triển tốt, kiếm được nhiều tiền. Ngay cả các thành viên khác trong gia đình cũng làm ăn phát đạt. Vận trình của con giáp tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch luôn khởi sắc ngày một tốt hơn, với vận khí khá tốt. Tương lai họ sẽ không lo không có hướng phát triển mới, và việc gì họ làm cũng đều có thể giành được thành tựu không nhỏ. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Muốn biết một người đáng tin hay không, đừng xem họ nói những gì, mà cần xem họ làm được những gì. Muốn kết giao một người thì đừng xem họ có những gì, mà chỉ cần xem họ cho đi những thứ gì. Có người trước sau im lặng không nói gì, nhưng chưa hẳn không nhân tình. Có một số người nói lời không xuôi tai, nhưng làm việc lại không làm bạn thất vọng. Có một số người nói thì dễ nghe, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào. Cho nên để đánh giá một người có đáng tin hay không, thì hãy nhìn vào hành động của họ. Muốn biết một người tốt xấu thế nào, cần xem họ có thật tình đối đãi hay không. Ở lâu mới biết được lòng người. Tục ngữ có câu: thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết làm người cố nhân. Muốn xem một người đối với bạn rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần nhìn thái độ của họ vào thời điểm mấu chốt. Lão Chu lâu rồi mới tới ăn cơm. Ông ấy thường ngày là một người rất rộng rãi, nhưng hôm nay ăn cơm mặt mày cứ tối sầm đi. Vừa hỏi mới biết được gần đây bố ông bị bệnh, cần phải xoay tiền gấp để phẫu thuật. Bình thường những người bạn của ông hễ gặp mặt đều nói, lần sau có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng. Nhưng hôm nay bố của lão Chu bị bệnh, trùng hợp là lúc này công ty của ông ấy nhất thời không xoay được nhiều tiền như vậy, liền tới hỏi dây bạn bè thân thiết. Không ngờ rằng đám bạn thấy lão Chu thì tránh mặt như tránh dịch, đều thoái thác nói mình không có tiền. Bạn nói xem, nếu không phải thật sự gặp phiền toái, làm sao có thể hiểu được lòng người rốt cuộc đen trắng thế nào, tâm người đó là thật hay giả, là ấm hay lạnh. Tất cả đều cần thời gian lâu mới có thể nhìn ra được. Một người đối xử với bạn tốt hay không tốt, chỉ có ở chung lâu ngày mới biết rõ. Một người đối với bạn có thật lòng hay không, chỉ khi gặp chuyện mới có thể sáng tỏ. Người thực sự tốt với bạn, bất luận là bạn giàu hay nghèo, đều đối đãi với bạn như lúc ban đầu. Mà những người dùng hư tình giả ý đối đãi với bạn, thì điều họ sợ nhất chính là phiền phức của bạn. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.